Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ quay về một cái chủ đề mà rất nóng trong thời gian gần đây, và đặc biệt là có một cái thông tin rằng là túi ngực vỡ trên cho một khách, với một khách hàng trên trường hợp mà đi máy bay. Thì chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói không chỉ về cái vấn đề là vỡ túi ngực mà nguyên nhân tại đâu, mà chúng ta nói nhiều cái thông tin hữu ích về nâng ngực và các biến chứng cũng như các cái hình thức nâng ngực mà các nhiều khách hàng quan tâm. Đây là một chủ đề mà chúng tôi quay trở lại trong chủ đề chương trình mà Talk với Dr. Dung. Cái chủ đề này là hôm nay chúng tôi có một cái phiên bản mới, chúng tôi sẽ được đưa nhiều thông tin mà chúng tôi cập nhật lại là đa phần những câu hỏi mà thường xuyên mà khách hàng quan tâm. Thì chúng ta biết là vừa rồi có một thông tin là máy bay Vietnam Airlines hạ khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng vì một khách hàng có hiện tượng là vỡ túi ngực sau khi nâng ngực, và rất nhiều người quan tâm là thực sự câu chuyện như vậy hay không. Đây không phải trường hợp vỡ túi ngực trên như các báo đã nói. Thực ra khách hàng này có trường hợp là khách hàng đã nâng ngực trước đó, và sau khi nâng ngực 1 năm thì khách hàng có cái vấn đề ngực khách hàng hơi bị xệ, và người ta trở về ta nâng ngực chảy xệ, tức là treo tuyến. Và khi đi treo tuyến trong vòng 2 ngày thì khách hàng về là có hiện tượng chảy máu. Và sau khi bệnh nhân được đưa vào bệnh viện ở Đà Nẵng thì người ta đã kiểm soát cầm máu và hoàn toàn không có vỡ túi ngực. Thì qua đây câu chuyện này cho thấy rằng đến bây giờ các bác sĩ cũng như các nhà khoa học đã chứng minh rằng chưa có một công trình nghiên cứu nào và không có một cái hiện tượng nào là khi đi máy bay áp lực được làm cho túi ngực vỡ. Đó. Một lát nữa chúng ta sẽ chứng minh rằng cái sức căng và sức chịu áp lực của túi ngực là như thế nào sau nâng ngực mình sợ chảy máu. Vậy chảy máu chúng ta chia đến 2 trường hợp là chảy máu tức thì sau mổ, chảy máu sớm và chảy máu muộn. Sớm là sao? Khi chúng ta mới vừa nâng ngực xong trong vòng 4 tiếng thì có hiện tượng chảy máu là sao? Khi lúc đó mổ, khi người ta mổ người ta kiểm soát huyết áp, người ta dùng thuốc về chống đông, người ta dùng cầm máu thì có hiện tượng tạm thời thì không có hiện tượng chảy máu. Nhưng mà sau đó thì có hiện tượng chảy máu thứ phát khoảng 24 giờ, 36 giờ thấy hiện tượng chảy máu là hiện tượng chảy máu sớm. Và chảy máu muộn tức là sau 5, 6 ngày, 7 ngày thì cái khi cục máu đông hình thành xong nó bị một áp lực nào đó tăng lên thì nó vỡ cục máu đông thì chảy ra, chảy thứ phát. Vậy cái triệu chứng ban đầu chúng ta phát hiện sau nâng ngực chảy máu là sao? Sau nâng ngực chúng ta thấy hai bên không căng xứng, một bên to, một bên bình thường, xuất hiện có màu tím, ngực căng tức thì chúng ta nên gặp bác sĩ để phải khám liền. Như vậy cái hiện tượng đó thì có thể chảy máu. Cái tái khám và tư vấn trước và sau nâng ngực rất quan trọng. Trước chúng ta sẽ hiểu tất cả được quy trình, và sau thì chúng ta ưu tiên là khi mổ xong ngực thì cảm giác ngực căng, ngực tức là có. Nhưng căng tức như thế nào là chúng ta cảnh báo trường hợp là có chảy máu hoặc không. Nhiều khách hàng quan tâm là bác sĩ ơi, nâng ngực thì nâng ngực là nó có đau không? Nâng ngực đường nào là tốt nhất? Các biến chứng sau ngực là gì? Ngực có co thắt bao sơ, ngực cứng là như thế nào? Cái biến chứng vỡ ngực có nguy hiểm hay không? Thì thực ra đến bây giờ thì có thể nói là cái vấn đề là nâng ngực rất phổ biến, và cái tỷ lệ mà người ta có biến chứng rất thấp và các biến chứng đều kiểm soát được hết. Cái tỷ lệ mà người ta thường lo sau khi nâng ngực trong 2 ngày đầu tiên là sợ chảy máu. Thường tỷ lệ chảy máu nó rất là thấp, khoảng 1-5%, và đa phần người ta kiểm soát được hết. Cái biến chứng tiếp theo người ta sợ là vỡ túi ngực hay không, thì đã chứng minh không có một áp lực nào trên áp lực để làm vỡ túi ngực. Chỉ có những vật nhọn có thể làm vỡ túi ngực. Mà tuy nhiên khi ngực nó vỡ thì nó sẽ ra hiện tượng là cái chất gel nó sẽ chảy ra từ từ. Khi chúng ta thấy cái ngực mình bên to, bên nhỏ, bên xệ, bên không xệ thì chúng ta có thể nghi ngờ túi ngực có rỉ và chúng ta đi khám bác sĩ. Nếu cái chất bên trong nó thoát ra có nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân không? Xin thưa rằng cái trường hợp đó nó tồn tại mình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng không sao hết. Chúng ta vẫn lấy ra bình thường vì bây giờ là chất gel rất an toàn. Và cái biến chứng tiếp theo người ta nói là co thắt bao sơ là sao? Tức là sau khi chúng ta nâng ngực xong cái hiện tượng ngực nó cứng, nó không đều, nó móp méo, tức là hiện tượng co thắt bao sơ. Nguyên nhân đâu co thắt bao sơ thì có nhiều nguyên nhân, có thể là cơ địa, có thể chất lượng về túi, có thể lúc mổ chúng ta vệ sinh không sạch, cái lượng máu nhiều, có nhiều nguyên nhân thì có thể gây hiện tượng co túi. Nhưng mà co thắt bao sơ chúng ta vẫn có thể mổ được, xử lý được hoàn toàn. Một số biến chứng mà chúng ta gặp nặng nề nhất trong nâng ngực, trong thẩm mỹ ngực là biến chứng tiêm chất làm đầy bằng silicon. Đó, chúng ta thấy trường hợp này tiêm vào, cái này là đã cấm rất lâu rồi, tuy nhiên vẫn có trường hợp khách hàng bị người ta thuyết phục một cách nào đó không đúng, người ta dụ dỗ để mình nâng ngực bằng chất silicone rất nguy hiểm. Cái này nó sau thời gian vào nó làm
viêm toàn bộ ngực, ngực sẽ hoại tử và hư hết. Đây là một biến chứng rất nguy hiểm mà người ta cấm tuyệt đối. Một cái vấn đề mà cũng nhiều khách hàng quan tâm nữa là người ta nói là nâng ngực á, có nhiều nơi quảng cáo là ngực đường mổ đường nách là tốt nhất, mổ đường quần là tốt nhất, mổ đường đường chân ngực là tốt nhất, hay mổ đường rốn ví dụ ấy. Thực ra nguyên tắc trong y khoa cũng như trong các vấn đề có nhiều cái đường, có nhiều sự lựa chọn thì không phải là sự lựa chọn nào tốt nhất. Mỗi phương pháp, mỗi kỹ thuật, mỗi đường nó có một cái lựa chọn phù hợp. Ví dụ một người cái thành ngực xương ức rất là nhô, hai thành ngực rất là xa nhau thì chúng ta nâng ngực đường nách thì thường thường đa phần là cái ngực nó khó khép lại mà cạo vẫn rất là xa nhau thì nó không phù hợp. Nếu một người như vậy trong trường hợp đó thì chúng ta nâng ngực đường quần vú hoặc đường chân ngực là tốt nhất. Nếu một người có bầu ngực hơi bị xẹo một chút xíu, có nếp gấp và hai thành ngực xa nhau thì chúng ta nâng ngực đường ai đường chân ngực thì cái sẹo thường nó giấu lên và người ta sẽ tạo được cái khe ngực kín hơn. Một người có cái vùng vú rất là lớn sậm màu đúng không, thì chúng ta mổ một phần ba cái vùng dưới thì bình thường đa phần nó sẽ khó thấy cái sẹo. Một người có vùng vú rất nhỏ một chút xíu thôi, nếu chúng ta mổ đường chân ngực quần vú thường thường co một sẹo co rút dễ lộ sẹo hơn. Cho nên trong tất cả đường mổ thì mổ đường mổ có một ưu điểm là bác sĩ chọn lựa cái đường mổ nào phụ thuộc vào cái cấu trúc của thành ngực cũng như cái cơ địa người đó. Phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực thì nhiều người cũng rất quan tâm lo lắng là chúng ta khi đặt một cái gì vào trong cơ thể thì chúng ta quan tâm nhất là cái đó an toàn hay không, thì chất liệu như thế nào, thì cái túi ngực cũng một phần rất quan trọng để chúng ta đảm bảo là ngực mình đẹp, ngực mình không bị biến chứng vỡ túi, co thắt bao sơ vân vân. Thì hôm nay chúng ta giới thiệu đây một cái túi ngực, đây túi ngực, đây là một cái túi ngực công nghệ mới nano chip của một hãng Motiva. Đây là một cái công nghệ mới thứ nhất. Tại sao nó có nano? Nano là nó chỉ có bề mặt thôi, bề mặt nano, bề mặt nano, bề mặt có siêu bền. Cho nên chính vì đó mà chúng ta thấy là cái độ bền vững của túi nano này nó đảm bảo rằng cái áp lực để mà xe cán hoàn toàn không vỡ. Cái nano là chức năng chính của nó là làm cho sự bền vững. Và chúng ta vặn xoắn, chúng ta thử xét nghiệm bằng cái xe cán cũng không vỡ. Và chúng tôi đã làm một thí nghiệm, chúng ta thấy là chúng ta thả từ tầng 10 tầng nhà xuống và cái xe cán hoàn toàn mở là bề mặt nano. Thứ hai là con chip. Con chip đây là một cái con chip mà nó chứa đựng thông tin của khách hàng, cũng như qua con chip này người ta dùng cái máy quét để quét qua kiểm soát về cái tình trạng túi, cái áp lực túi có thay đổi không ở không đó. Như vậy về túi ngực thì chúng ta phải biết rằng có túi ngực có nhiều loại, rất nhiều thành phần, nhưng về cơ bản thì làm sao, thứ nhất cái túi phải bền vững, thứ hai là phải đặt vào cơ thể con người chúng ta an toàn đó. Hiện tại tất cả túi chúng tôi dùng thì chúng tôi dùng một cái túi nào phải được chứng nhận cơ quan y tế đảm bảo an toàn. Và hiện tại túi nano chip là một trong túi mà chúng tôi mổ rất là ngàn ca và rất hiệu quả, và hầu hết chưa đánh giá một trường hợp nào có hiện tượng co sơ. Khám trước mổ chúng tôi cũng nói thêm vấn đề là khi chọn túi ngực làm sao nào cái dáng ngực như thế nào là đẹp phù hợp, thì cái quan trọng nhất là bác sĩ khám trực tiếp cho khách hàng đó và đánh giá tình trạng cơ thể họ. Một người thành ngực cơ như thế nào, vòng ngực bao nhiêu, khung xương ngực, sinh con chưa, mô tuyến, mô cơ, đánh giá toàn thể. Và chúng ta dùng một máy quét để đánh giá được là độ nhô, và chúng ta sẽ thử trên cái máy đó để người ta thích hàng, khách hàng có thích hay không, và qua đó chúng ta chọn lựa một túi phù hợp đó. Và đặc biệt sau khi chọn rồi, cái nguyên tắc của chọn lựa túi thì nó phù hợp từng cơ địa của mọi người và sở thích nữa, chứ không phải là chúng ta chọn theo sở thích hoàn toàn của khách hàng, và nó phù hợp với từng cơ địa của người đó. Một câu hỏi mà rất nhiều khách hàng tới bệnh viện Chepview hỏi là nên nâng ngực trước khi sinh hay sau khi sinh. Mà thực ra với một người bác sĩ mà làm việc nghiệp y khoa thì chúng thấy rằng nếu chúng ta sinh con xong thì chúng ta nâng ngực là vẫn là tốt hơn, vì chúng ta phụ nữ trưởng thành đang thường 18 tuổi. Tuy nhiên khi người phụ nữ sau khi sinh con, người có thai và mang thai lần đầu tiên mà sinh con thì giống như người ta được cơ thể người ta được sinh mới một lần nữa, lúc đó sự định hình về tuyến, định hình về cơ rất là tốt. Cho nên nếu chúng ta sinh sau sinh con thì chúng ta nâng ngực vẫn tốt hơn. Tuy nhiên nếu giả sử một người đó hoàn toàn không có tuyến ngực, người ta đã 25, 26 tuổi, 28 tuổi, qua giai đoạn trưởng thành 5, 6 năm và thành ngực rất bọng, người ta không tự tin, thì vấn đề đặt túi ngực vẫn an toàn, không sao hết. Cũng có nhiều khách hàng quan tâm là sau khi nâng ngực xong 5 năm, 10 năm, 20 năm thì ngực không đẹp, ví dụ có thắt bô sơ, ngực nhỏ.
à, thế nhiều cái biến chứng thì làm được không? Thì khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta nâng ngực xong, thời gian hiện tượng cao thấp bao sơ thì chúng ta vẫn nâng được. Tuy nhiên chúng ta đánh giá là thành ngực có mỏng hay không, túi to hay nhỏ thế nào. Nếu thành ngực mỏng chúng ta tiếp tục cắt bao sơ và đặt ngực to thì chắc chắn là cái khả năng ngực không đẹp, không tự nhiên, dễ cao thấp bao sơ tiếp theo. Như vậy bây giờ có một phương pháp, chúng ta sẽ vẫn tháo bỏ túi ngực ra, chúng ta đặt túi ngực nhỏ hơn. Tuy nhiên trên thành ngực đó, trên túi mô tuyến chúng ta cấy một lớp mỡ tự thân vào. Vậy chính lớp mỡ là mô đệm làm cho ngực mình mềm mại tự nhiên, không biết nâng ngực và cái hiện tượng cao thấp bao sơ sẽ giảm. Hoặc trước đây chúng ta đặt túi ngực trên 10 năm, túi nước biển, sau thời gian thì nước biển sẽ cái túi nó xì làm ngực thành nhỏ lại. Hoặc túi gel nhưng mà ngực cũng có hiện tượng nhỏ lại thì chúng ta vẫn đặt túi ngực được. Nhưng một số người tôi muốn đặt to hơn, đặt đẹp hơn, làm được không thì chúng ta phải đánh giá. Tuy nhiên chúng ta đặt túi ngực quá to sẽ hiện tượng là hiện tượng lộ túi ngực căng. Như vậy các phương pháp bây giờ chúng ta sẽ đặt một phần túi ngực, một phần mô tuyến kết hợp cái mở tự thân thì ngực sẽ đẹp hơn. Thời lượng dành cho chương trình Talk với Dr. Dung đến đây đã hết. Thì chúng tôi rất là cảm ơn quý vị để theo dõi chương trình và hy vọng là đây là những thông tin hữu ích mà để cung cấp cho tất cả mọi người về cái thẩm mỹ nâng ngực. Thì nếu khách hàng tiếp tục quan tâm đặt những câu hỏi về chương trình thì gửi trực tiếp qua bệnh viện, qua cái kênh YouTube của bệnh viện thẩm mỹ Checkview, hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của bệnh viện thẩm mỹ Checkview 0968681111. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp bệnh viện thẩm mỹ Checkview gặp bác sĩ Tú Dung là tôi, là người trực tiếp tư vấn để các bạn yên tâm chọn lựa một cái phương pháp thẩm mỹ nâng ngực nào đẹp và an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.